Thưa quý vị, với sự phát triển của khoa học công nghệ và ngành viễn thông thì khái niệm mạng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử cá nhân thì nó không còn xa lạ đối với người dân. Ở trên địa bàn Nghệ An thì có khoảng 1.400 cổng thông tin điện tử của các cơ quan chức năng, của các doanh nghiệp và có hàng triệu người sử dụng các cái thông tin trên mạng xã hội để cung cấp thông tin cho quý vị và những cái thắc mắc về cái quản lý trong lĩnh vực này. Thì chương trình dân hỏi các cơ quan chức năng trả lời hôm nay do cổng thông tin điện tử tỉnh phối hợp với báo Nghệ An tổ chức thực hiện, chúng tôi có mời đến trường quay ông Nguyễn Bá Hảo, phó giám đốc sở thông tin truyền thông để giải đáp những cái thắc mắc của quý vị và các bạn. Trước tiên xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Câu hỏi đầu tiên đó là chúng tôi muốn hỏi đó là và nhiều người dân cũng thắc mắc rằng là có sự nhầm lẫn giữa thì khái niệm đó là báo điện tử và trang thông tin điện tử. Vậy thì ông có thể giải thích rõ hơn cho mọi người được không? Thì có thể nói như các quý vị đã biết là do cái sự bùng nổ của công nghệ thông tin cũng như cái hoạt động internet và mạng xã hội thì hàng ngày là có hàng triệu người là thường xuyên vào các cái trang mạng để đọc tin tức. Tuy nhiên thì người đọc thì thông thường là họ chủ yếu xem cái tin đó nói gì và nó ở trang nào, chứ còn họ cũng nhiều người cũng không biết được thì đó là báo điện tử hay là trang thông tin điện tử tổng hợp. Đấy. Vì vậy để tìm hiểu hai khái niệm này, phân biệt hai cái trang này thì trước hết tôi nghĩ là chúng ta phải đi từ cái khái niệm. Thứ nhất có thể nói về cái khái niệm báo điện tử. Thì báo điện tử hay là báo mạng là một cái loại hình báo chí mà được xây dựng dưới hình thức là một trang web và được phát hành dựa trên nền tảng của internet. Và báo điện tử thì được xuất bản bởi cái tòa soạn điện tử. Còn người đọc thì dựa trên các cái sản phẩm cá nhân như là máy tính hoặc là điện thoại hoặc là máy tính bảng có kết nối internet thì có thể dùng được và vào được báo điện tử. Thì khác với báo in thì báo điện tử là có cái khả năng cập nhật thường xuyên, liên tục và tin tức thì có thể nói là ngắn gọn hơn. Và báo điện tử thì cho phép mọi người trên thế giới sẽ lại gần nhau hơn và không phụ thuộc vào thời gian cũng như là không gian. Và sự có thể nói là sự phát triển của báo điện tử gần đây cũng đã ảnh hưởng đến cái hoạt động của báo in truyền thống. Còn về cái trang tin điện tử đấy thì như chúng ta đã biết, tức là trang tin điện tử trên internet ấy, là cái trang thông tin mà tập hợp các cái thông tin phục vụ cho việc cung cấp và trao đổi cái thông tin trên môi trường internet. Đó là bao gồm các cái trang như là các cái website hoặc là các cái trang thông tin cá nhân như là blog hoặc là các cái cổng thông tin điện tử và các cái hình thức khác như là mạng xã hội Facebook. Thì để phân biệt hai cái loại hình này thì theo chúng tôi là thứ nhất thì chúng ta phải đi từ góc độ quản lý. Thứ nhất thì có thể nói là dưới góc độ quản lý thì là về cái thủ tục hành chính thì báo điện tử là được Bộ Thông tin Truyền thông cấp phép cho cơ quan hoặc tổ chức và không cấp cho doanh nghiệp. Còn đối với trang tin điện tử thì có thể cấp cho cơ quan, tổ chức và cả doanh nghiệp. Và hiện nay thì cái cấp phép đã chuyển về cho Sở Thông tin Truyền thông các tỉnh, trừ một số trang của cơ quan báo chí thì Bộ vẫn cấp, còn lại cơ bản là chuyển về cấp sở. Thứ hai về cái cơ cấu hoạt động quản lý thì báo điện tử là hoạt động như là một tờ báo in, tức là có đầy đủ các bộ phận, từ tổng biên tập cho đến các bộ phận quản trị, tòa soạn và đặc biệt là có phóng viên như là báo in, báo viết. Còn trang tin tổng hợp thì chỉ có nhân viên quản trị và kỹ thuật viên, không có phóng viên. Thì đó là cái phân biệt thứ hai. Về cái phân biệt thứ ba đó là cái hoạt động, thì báo điện tử thì được có quyền đăng tải các cái nội dung, tin bài do cái tờ báo của mình sản xuất ra, hay nói cách khác là do phóng viên của mình đi viết bài để đưa lên, sản xuất ra tin bài. Và có một nguồn khác đó là tổng hợp từ các cái trang tin của các báo khác. Còn cái trang tin tổng hợp thì không được phép sản xuất tin bài, mà chỉ được phép tổng hợp các cái nội dung của các hợp pháp từ các nguồn tin khác và đưa lên cái trang của mình. Tuy nhiên tất nhiên cái sự đưa lên này thì phải có cái sự thỏa thuận với bản quyền thì anh mới được phép đưa. Thì trong thời gian gần đây thì không những là Sở Thông tin chúng tôi mà nhiều cơ quan khác cũng có nhiều người là có cái thắc mắc là nhầm lẫn giữa cái trang thông tin tổng hợp và báo điện tử. Đặc biệt là Nghệ An chúng ta hiện nay là có xuất hiện một số trang điện tử tổng hợp, chẳng hạn như là Nghệ An 24 giờ hay là Nghệ An online. Thì gần đây chúng tôi phát hiện ra là có cái trang là Nghệ An News hay là Nghệ Tỉnh News. À, thì về quy định pháp luật thì đây là những cái trang tin tổng hợp. Tuy nhiên thì vẫn rất nhiều người nhầm tưởng đây là các cái báo điện tử. Và đặc biệt là cũng có nhiều người nhầm lẫn đó là của báo điện tử là của báo Nghệ An. Vì vậy đấy, là sau khi xem thì cũng có những cái phản ứng khác nhau. Và chúng tôi cũng đã khuyến cáo là mọi người khi đọc thông tin thì
Về cái nhận biết dễ nhất là chúng ta chuyển xuống cái cuối phần cuối cho cuối trang thông tin ấy để xem thử là cái trang tin này nó thuộc cơ quan nào. Đấy, ở dưới đó thì sẽ ghi đầy đủ cơ quan chủ quản cũng như là hình thức hoạt động. Vâng. À, chính vì cái khó nhận biệt đối với cái trang thông tin điện tử và báo mạng, trang web của các sở ngành và các báo điện tử như vậy, cho nên là có nhiều cái trang thông tin điện tử ấy đã cấp phép cho nhân viên của mình giống như ở phóng viên để mà đi lấy thông tin cơ sở hoặc liên hệ làm quảng cáo ấy. Vậy thì ông cho biết là cái tình hình này như thế nào và chúng ta kiểm soát ra đó? Vâng. Thì như tôi đã nói vừa rồi, tức là có thể nói là trang thông tin điện tử là không phải cơ quan báo chí. Vì vậy nhân viên của cơ quan này không phải là phóng viên. Vì vậy trong quá trình hoạt động thì họ không được xưng danh là phóng viên, cũng như không được các cái người quản lý thì không được cấp giấy giới thiệu cho nhân viên của mình với tư cách là phóng viên để đi cơ sở làm việc. Thứ hai, vì do họ không phải là cơ quan báo chí, vì vậy họ không thể viết bài để đăng lên được, mà họ chỉ được phép trích dẫn các cái bài viết, các cái tin từ các cái cơ quan báo chí khác và phải thu thích đầy đủ các cái văn bản sau khi được sự đồng ý của cơ quan báo chí. Vì vậy thời gian qua thì có thể nói là một số cái trang tổng hợp mà cử người của mình đi dưới cơ sở để viết bài, đưa tin, thậm chí là có các hoạt động dịch vụ như là làm quảng cáo, và thậm chí có một số trang còn đăng là tuyển phóng viên của mình nữa, thì chúng tôi thấy đó là cái, như thế là cái sự vi phạm quy định của pháp luật. Vâng, trước cái tình hình như thế thì sự vào cuộc của ngành chủ quản đó là Sở Thông tin Truyền thông thì đã vào cuộc như thế nào để mà xử lý những cái vấn đề này? Thì có thể nói là theo cái thống kê hiện nay đấy, là trên Nghệ An địa bàn chúng ta thì có khoảng 1.000 hơn 1.400 cái trang thông tin điện tử, trong đó là có khoảng 50% là trang tin điện tử có chức năng tổng hợp. Thì có thể nói là về mặt tích cực thì thời gian qua thì các cái hoạt động có cái trang này đã diễn ra khá sôi nổi và thông tin tương đối đầy đủ kịp thời các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như là các cái phát triển kinh tế. Thì qua các cái trang tổng hợp này thì người đọc cũng có phần tìm hiểu thêm các cái tin tức cũng như phong phú thêm các cái nội dung mà mình cần quan tâm. Và phần nào thì cũng đã, đặc biệt là cũng có một số bài viết được chia sẻ, cũng đã là chia sẻ đối với các cái khó khăn của nhà nước trong cái thời điểm mà kinh tế khó khăn, cũng như là liên quan đến các vấn đề về khí hậu cũng như là vấn đề về môi trường. Thì chúng tôi được đánh giá đây là cũng như cái tin tích cực và góp phần thông tin cho người dân hiểu thêm để có cái sự đồng cảm và chia sẻ. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì là vẫn có một cái số vi phạm như thế này, chúng tôi thấy thế này. Tức là một số cơ quan đã thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp đấy, nhưng mà không xin phép. Đấy. Không xin phép, vì vậy là trong quan hệ hoạt động thì không đúng quy định của pháp luật. Và nếu đúng ra đấy, là chúng tôi có thể xử phạt được. Hoặc là một số trang thì đã quá hạn nhưng mà vẫn không xin phép cấp lại. Thì đó là một cái tình trạng thứ nhất là vi phạm thứ nhất. Tình trạng vi phạm thứ hai là có nhiều trang là khi trích dẫn cái nguồn tin để phục vụ cho cái việc quảng cáo trên cái trang của mình. Cho nên là chủ yếu trích dẫn các cái tin có thể nói là nó mang cái tính tiêu cực. Chẳng hạn như là trích dẫn các cái vụ án giết người, để cướp của, để hiếp dâm, hoặc là các cái hình ảnh gợi cảm của các người mẫu. Vì vậy cho nên nhìn vào cái trang thì thấy rằng là phản ánh cái mặt tích cực là nhiều hơn tiêu cực, là nhiều hơn tích cực. Vì vậy đấy là theo chúng tôi thì phần nào có thể nói là nó cũng về lâu dài thì nó cũng gây ảnh hưởng đến cái tâm lý của người đọc, đặc biệt là các bạn trẻ. Tức là khi vào mạng, vào trang tin là chủ yếu là để xem các cái vấn đề tiêu cực của xã hội, thì các cái bài viết và các cái định hướng lớn và các cái vấn đề tích cực thì được ít chú trọng tổng hợp. Thì đấy là cái thứ hai mà chúng tôi cho rằng đấy là cũng cái gọi là cái hạn chế. Cái thứ ba thì là một cái vi phạm mà tôi nói là khá phổ biến nhất hiện nay, đó là cái tình trạng mà vi phạm bản quyền. Tức là nhiều trang tổng hợp khi mở ra để xin phép hoạt động thì chỉ trong hồ sơ của họ là chỉ xin phép được tổng hợp 2 đến 3 tờ báo thôi. Ví dụ như là cái trang A là khi thành lập thì có trong hồ sơ của họ thì chỉ có đề là chúng tôi xin được tổng hợp từ báo A, báo B, báo C. Nhưng mà khi hoạt động thì họ lấy tân lan, tức là lấy tất cả các nguồn tờ báo khác mà không xin phép. Đấy. Thì về quy định như thế là nó vi phạm. Tức là về quy định thì anh chỉ được phép lấy tin từ các báo mà anh đã có thỏa thuận với bản quyền. Tuy nhiên thì hiện nay thì nhiều trang là không xin phép nhưng vẫn lấy. Đặc biệt là một số trang thì lấy cả các cái báo của Đảng, các cái báo của các tờ báo chính thống. Vì vậy là cũng gây ra cái sự bức xúc cho cơ quan báo chí. Và chúng tôi cũng đã nhận được một số phản ánh là cái việc vi phạm này. Trong các cái hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp ấy, thì cái việc trích dẫn
lai nguồn của các cái trang báo điện tử hoặc là báo cơ quan báo chí ấy về được quy định như thế nào, và ông có thể cho biết rõ hơn để mà trong cái quá trình quản lý cái vấn đề này. Thì tại cái nghị định số 72 năm 2013 đấy thì quy định rất rõ cái quy định về việc trích dẫn về các cái nguồn tin này. Cụ thể là tại cái khoản 18 điều 3 và khoản 2 điều 20 nghị định số 72 năm 2013 đấy thì quy định, tức là các cái trang tin tổng hợp thì có quyền trích dẫn các cái nguồn tin chính thức đã được đăng phát trên các cái cơ quan báo chí của Việt Nam hoặc là trên các cái cơ quan, các cái trang thông tin điện tử của các cái cơ quan đảng, nhà nước và các tổ chức xã hội. Và các cái việc trích dẫn này thì phải theo quy định của luật báo chí cũng như là về luật xuất xứ, về quyền sở hữu trí tuệ. Việc nội dung thứ hai là cái việc trích dẫn là phải trích dẫn nguyên văn, chính xác cái nguồn tin và ghi rõ là tên tác giả hoặc là cơ quan trích dẫn nguồn tin đó, và cũng như là thời gian đăng phát, và đặc biệt là không được đăng tải các cái ý kiến, nhận xét, bình luận của độc giả về cái nội dung tin bài trích dẫn, trừ cái trang tổng hợp của cơ quan báo chí thì được phép trích dẫn, còn các cái trang tin điện tử khác thì không được trích dẫn các cái bình luận của độc giả cũng như là bạn đọc đối với các nội dung mình đang trích dẫn. Vâng, gặp những cái vấn đề như vậy thì cơ quan chủ quản của ngành đã phát hiện và có cái xử lý hoặc là nhắc nhở những cái cổng thông tin hoặc là trang thông tin điện tử trong việc vi phạm này như thế nào? Thì trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã nhận được một số cái phản ánh của các cơ quan báo chí, chẳng hạn như là báo Nghệ An hay báo Công an Nghệ An hay Đài Truyền hình phản ánh việc là mình chưa có cái sự thỏa thuận với các cơ quan các cái trang tin tổng hợp nhưng mà vẫn bị họ trích nguồn và lấy, tức là hiểu nôm na là lấy nhưng mà không xin phép. Thì chúng tôi cũng đã có văn bản nhắc nhở, và năm 2014 thì chúng tôi cũng đã tiến hành xử phạt một đơn vị khi mà trích dẫn các cái nguồn tin từ báo Nghệ An mà khi trích dẫn thì đã cắt xén và không tuân thủ đúng cái tin gốc, bài gốc và trích dẫn không đầy đủ cũng như là không chú thích rõ nguồn gốc, thì chúng tôi cũng đã xử lý. Và trong cái quá trình quản lý thì chúng tôi cũng đã có cái các cái văn bản cũng như có các cái tuyên truyền để hướng dẫn hoặc là định hướng cho các cái trang đó là trong quá trình hoạt động là phải tuân thủ cái việc trích dẫn đúng nguyên văn và đúng nguồn gốc, không được phép trích dẫn theo cái dạng là cắt xén hoặc là làm nó khác cái bản chất cũng như là khác cái nguồn gốc xuất xứ của các cái tin đó. Vâng, trong cái trích dẫn hiện nay thì có một cái hiện tượng đó là rất là nhiều người là dùng cái trang điện tử cá nhân ấy và đã trích dẫn từ mạng xã hội hoặc là những cái cổng thông tin điện tử mà không được cấp phép đó lên cái giao diện cá nhân của mình, và nhiều cái này là vi phạm về thuần phong mỹ tục hoặc là vi phạm đến cái chủ trương chính sách của đảng nhà nước. Vậy thì trong cái lĩnh vực này thì cần xử lý như thế nào theo? Thì có thể nói là thời gian vừa qua thì qua cái dư luận cũng như là cái phản ánh của cán bộ và nhân dân thì đặc biệt là chúng ta thấy trên mạng xã hội Facebook là có hiện tượng là nhiều người, một số người là tổng hợp trích dẫn các cái nguồn tin cũng như các cái bài viết hoặc là các cái sự kiện, các hình ảnh có thể nói là nó không được đẹp, cũng như là nếu mà nói nặng nề là vi phạm pháp mỹ tục thì cũng được. Thì vì vấn đề này thì pháp luật quy định như thế này, thì theo quy định nghị định số 72 đấy thì cái trang thông tin điện tử cá nhân là cái trang thông tin điện tử mà do cá nhân thiết lập hoặc là thiết lập thông qua cái mạng xã hội để cung cấp và trao đổi thông tin của cá nhân đó. Tuy nhiên cái việc cung cấp này là không, bản thân người đó không được đại diện cho người khác, tức là không được đại diện cho cá nhân và tổ chức khác. Và cùng tại cái điều khoản 4 điều 20 nghị định 72 thì có quy định là cá nhân thì có quyền chia sẻ những cái thông tin, nhưng mà cái thông tin này là không vi phạm điều 5 của nghị định số 72 và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cái thông tin này. Cụ thể các cái điều 5, theo điều 5 ấy thì các cái nội dung bị cấm chia sẻ và thông tin đó là các cái tin mà chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội Việt Nam, gây phương hại đến quốc gia, trật tự an toàn xã hội, hoặc là tuyên truyền kích động, bạo lực, dâm ô, đồi trụy, hoặc là tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật kinh tế, quân sự, quốc phòng, hoặc là đưa tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự của tổ chức cá nhân, rồi là quảng cáo, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm, hoặc là giả mạo các cái tổ chức để thông tin sai sự thật. Thì nói một cách dễ hiểu, tức là một cá nhân khi mà chia sẻ hoặc là tổng hợp hoặc là tạo một cái đường link dẫn cho bạn đọc đến cái vấn đề, một nội dung nào đó của thông tin thì bản thân cái người này là phải chịu trách nhiệm về cái việc trích dẫn của mình. Chứ anh không được viện dẫn là tôi chỉ tổng hợp lại thôi, còn cái người ta đưa tin là người chịu trách nhiệm, tức như thế là không được.
Tức là mặc đối với các cái tin mà khi bị phát hiện ra mà có vi phạm thì bản thân cái người đăng lên là vi phạm, và cái người đưa tin về tổng hợp cũng vi phạm, và cái người phát tán cái tin này cũng là vi phạm. Đấy, thì đó là cái quy định của pháp luật về như thế. Và trong các cái trường hợp mà tùy theo mức độ vi phạm thì cái việc tổng hợp các cái tin này, tức là một người nào đó vì vô tình, có thể vì vô tình hoặc là vì sở thích hoặc là vì muốn bạn bè chia sẻ và nói như trong cái giới trẻ gọi là câu like đấy, thì có thể tổng hợp hoặc là chia sẻ các cái hình ảnh, các cái nội dung tin mà các cái tin này là bị pháp luật cấm thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điều tại nghị định số 174/2013 về cái việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin, và đặc biệt những vi phạm nặng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trước những cái tình hình như vậy thì ông có thể cho biết là Sở Thông tin Truyền thông thì có những cái giải pháp như thế nào để mà tăng cường cái quản lý lên lĩnh vực này? Thì như chúng tôi đã nói từ đầu, tức là hiện nay thì cái môi trường phát triển internet rất là phát triển, rất là mạnh mẽ, thì có thể nói là một phần nào thì cơ quan nhà nước của chúng ta có một số trong cái lĩnh vực quản lý thì cũng chưa theo kịp được sự phát triển của xã hội, vì vậy dẫn đến tình trạng là một số cái văn bản pháp quy ra đời chậm, chưa theo kịp được sự phát triển, vì vậy cái công tác quản lý là có nhiều lúc nhiều nơi còn bất cập. Thứ hai thì đối với khách quan và đối với chủ quan thì cũng có thể nói là một số cá nhân hoặc một số tổ chức được giao nhiệm vụ quản lý cũng chưa thực sự là nhạy bén, chưa cập nhật được, vì vậy là trong quá trình quản lý thì cũng có những cái lúng túng. Vì vậy đối với cái trách nhiệm của sở được giao ấy, thì chúng tôi trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã có một số cái tham mưu như thế này. Thứ nhất là chúng tôi đã tham mưu ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh các cái hoạt động này trên địa bàn tỉnh. Thứ hai là chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cơ quan thông tin báo chí tăng cường cái việc tuyên truyền đối với người dân hiểu rõ các cái hoạt động tuyên truyền trên mạng, cũng như là định hướng để cho người dân để vào các cái trang mạng cũng như là có các cái hoạt động cá nhân mà không ảnh hưởng đến cái lợi ích quốc gia, lợi ích của nhiều người. Thứ hai là chúng tôi cũng đã tổ chức các cái cuộc tập huấn cho cán bộ, đặc biệt là cán bộ cơ sở cũng như các sở ngành về công tác quản lý nhà nước đối với các tác tin điện tử cũng như là các cái mạng xã hội. Và cái thứ ba là dưới góc độ quản lý thì chúng tôi cũng đã có các cái đoàn kiểm tra thanh tra để xử lý các cái vi phạm. Và trong năm, các bạn cũng đã biết là trong năm 2014 thì Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã xử phạt 16 cái trang tin điện tử, trong đó có những cái trang tin mà có nhiều bạn đọc như là tin tức 24h.com.vn. Và đối với Nghệ An thì sở chúng tôi cũng đã năm 2014 chúng tôi cũng đã tiến hành kiểm tra và xử phạt 3 cái đơn vị có 3 cái trang thông tin tổng hợp vi phạm các cái nội dung như là về thủ tục thiết lập trang không đúng quy định hoặc là cung cấp các cái thông tin mà không ghi đầy đủ, thì chúng tôi cũng đã xử phạt 3 cái đơn vị với số tiền là gần 50 triệu đồng. Và dự kiến trong tháng 6 này thì chúng tôi sẽ cho kiểm tra toàn diện các cái trang tin tổng hợp trên địa bàn tỉnh trước, đặc biệt là chúng tôi sẽ kiểm tra các cái trang của các cơ quan nhà nước trước để tìm ra các cái lỗ hổng cũng như là các cái sai phạm để chúng tôi có cái biện pháp tuyên truyền. Và trong quá trình kiểm tra thì chúng tôi cũng sẽ cương quyết xử lý đối với các cái trang mà có vi phạm. Và cái điểm cuối cùng thì có thể nói là vấn đề này rất quan trọng, là chúng tôi cũng sẽ tăng cường phối hợp với các cái tổ chức đoàn thể, chẳng hạn như là bên đoàn thanh niên, bên phụ nữ, bên giáo dục, để có các cái hoạt động tuyên truyền đối với các cái đoàn viên, hội viên, các cái thành viên của mình hiểu được các cái để có cái định hướng trong cái tuyên truyền, trong cái hoạt động đối với mạng xã hội, để làm nào đấy để tránh việc mà bị lợi dụng. Khi có thể nói là khi chưa hiểu thì có thể dễ bị lợi dụng để vô hình dung là mình làm tuyên truyền không công, hoặc là có những cái tuyên truyền mà không đúng, ảnh hưởng đến cái an ninh trật tự cũng như là cả cái trật tự quản lý xã hội. Và đặc biệt là chúng tôi cũng sẽ phối với cơ quan công an để làm rõ và xử lý nghiêm đối với các cái hoạt động vi phạm cũng như là các cái hành động mà các cái hoạt động cũng như một số cái sai phạm của một số tổ chức cá nhân, nếu như phát hiện được thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp để xử lý nghiêm vấn đề này, để đảm bảo cho các hoạt động về hoạt động trên mạng cũng như là về của nhà nước cũng như của cá nhân, để đảm bảo cái hoạt động nó lành mạnh và đảm bảo cái định đúng định hướng, không làm vô tình tiếp tay cho các cái hoạt động phá hoại cũng như là các cái hoạt động khác mà làm ảnh hưởng đến cái môi trường thông tin trên địa bàn tỉnh. Vâng, cảm ơn những cái chia sẻ của ông Nguyễn Bá Hảo. Thưa quý vị, có thể nói rằng là tôi thú thật với quý vị là bản thân tôi cũng tham gia và sử dụng cái tài khoản trên mạng xã hội, và qua cái trao đổi với ông Nguyễn Bá Hảo thì tôi cũng hiểu thêm những cái vấn đề quy định và
trong việc trích dẫn thông tin đối với các cái tài khoản trên mạng xã hội. Chương trình của chúng tôi cũng sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.